Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 9 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bắt Phạm Đoan Trang, bão tố nổi lên giữa Ba Đình. Bộ Công an Việt Nam mà người đứng đầu là ông Đại tướng Tô Lâm vào hôm 7 tháng 10 đã xác nhận đã bắt tạm giam nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 6 tháng 10. Bản tin ngắn đang trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an cho biết bị can bị bắt tạm giam khám xét khẩn cấp về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 của Bộ luật hình sự năm 1999 và tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc truyền thông thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015. Hãng tin AP dẫn lời báo Thanh Niên nói rằng nếu bị xét là có tội, bà Phạm Đoan Trang có thể đối diện với bản án tới 20 năm tù. Đây là hình ảnh nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, ảnh chụp từ trang mạng Dân Làm Báo. Tin nhà báo bị bắt truyền nhanh trên mạng ngay sau khi bà bị bắt vào lúc nửa đêm thứ Ba, và lập tức tin này được truyền thông quốc tế, kể cả các hãng thông tấn lớn như AP, Reuters, Bloomberg, Al Jazeera, Deutsche Welle loan tải, trong khi các tổ chức bảo vệ tự do báo chí và nhân quyền mạnh mẽ lên án. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF đã công bố giải tự do báo chí tầm ảnh hưởng cho nhà báo Phạm Đoan Trang. Và tên tuổi của Phạm Đoan Trang đã quen thuộc với báo chí giới quốc tế vì bà đã nhận được nhiều giải quốc tế về tự do báo chí và nhân quyền. Vào năm 2019, Phạm Đoan Trang là một trong ba phụ nữ đoạt giải tự do báo chí của tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Trước đó, vào năm 2018, bà được chọn để nhận giải thưởng nhân quyền tại Cộng hòa Séc. Các bản tin quốc tế đều lưu ý đến chi tiết nhà báo độc lập bị bắt giữ chỉ vài giờ sau cuộc đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Mỹ. Họ nhắc đến thành tích đấu tranh cho nhân quyền của nhà báo, tác giả nhiều đầu sách có giá trị như Chính trị bình dân, Phản kháng phi bạo lực, Những mảnh đời sau song sắt hoặc Anh Ba Sàm, và gần đây hơn, đồng tác giả của báo cáo Đồng Tâm. Vi Nguyễn, đồng tác giả của báo cáo Đồng Tâm mới nhất, đã phổ biến một bức thư của bà Phạm Đoan Trang, viết rằng nếu tôi có đi tù. Trong thư, Phạm Đoan Trang đã khẳng định bà muốn xóa bỏ chế độ độc tài ở Việt Nam, nhắn nhủ những người ủng hộ hãy tiếp tục đấu tranh cho những mục tiêu mà bà theo đuổi. Bà nói, tôi không cần tự do cho riêng mình, tôi cần cái lớn hơn thế nhiều, tự do, dân chủ cho cả Việt Nam. Bà cho biết là sẽ không nhận tội, không xin khoan hồng, nên nếu công an nói như vậy, tức là công an bịa đặt và lừa dối. Bà bày tỏ mong muốn những người ủng hộ hãy chăm sóc mẹ già, và là người yêu âm nhạc, bà Phạm Đoan Trang mong có được cây đàn guitar trong tù. Vì đối với bà, cây đàn guitar cũng quan trọng như kinh thánh đối với tín đồ Thiên Chúa Giáo. Đây là hình ảnh bà Phạm Đoan Trang đang vừa đàn vừa hát. Ông Philip Robertson, giám đốc đặc trách châu Á của Tổ chức Nhân quyền Quốc tế, nói tổ chức theo dõi nhân quyền này đã mạnh mẽ lên án vụ bắt giữ bà Phạm Đoan Trang. Mỗi một ngày, bà sau chấn song sắt là một sự bất công nghiêm trọng, vi phạm các cam kết quốc tế của Việt Nam về nhân quyền và phương hại với danh dự của chính quyền Việt Nam. Ông Robertson đã nói như vậy. Tổ chức Ân xá Quốc tế cũng bày tỏ lo ngại về sự an toàn của cá nhân bà Phạm Đoan Trang. Tổ chức này nhắc lại, bà đã bị đàn áp từ khi trở về Việt Nam vào năm 2015, và năm 2018, sau khi bị bắt giữ, bà đã phải nhập viện vì bị công an đánh đập dã man trong lúc câu lưu. Phạm Đoan Trang có thể đối mặt với nguy cơ bị tra tấn và các hình thức ngược đãi khác dưới tay của nhà cầm quyền Việt Nam. Bà phải được trả lại tự do lập tức và vô điều kiện. Bà Phạm Đoan Trang là một tác giả được quốc tế biết đến. Bà là người phát ngôn của nhà xuất bản tự do. Nhà xuất bản đã được Hiệp hội Xuất bản Quốc tế IPA trao giải thưởng tháng 3 năm 2020. Hôm 7 tháng 10, Hiệp hội Xuất bản Quốc tế, liên minh lớn nhất thế giới của các nhà xuất bản, loan báo, đồng sáng lập nhà xuất bản tự do của Việt Nam, được giải Voltaire, đã bị bắt trước hội chợ sách Frankfurt. Theo lịch trình, bà Phạm Đoan Trang sẽ có góp tiếng nói trong cuộc thảo luận về quyền tự do xuất bản vào ngày 15 tháng 10 tại hội chợ sách quốc tế Frankfurt. Chủ tịch và giám đốc điều hành của Frankfurt Bookmesser đã nói như vậy vào hôm 7 tháng 10 và cho biết thêm: chúng tôi rất quan tâm về việc bà Phạm Đoan Trang bị bắt giữ ngay trước hội chợ sách lớn nhất thế giới, nơi mà tự do biểu đạt được tôn vinh. Từ Geneva, Hiệp hội Xuất bản Quốc tế IPA cũng ra thông báo rằng Christian, Chủ tịch Ủy ban Tự do Xuất bản IPA và chương trình giải Voltaire, đã viết rằng Phạm Đoan Trang và nhà xuất bản tự do đã phải hoạt động trong bóng tối trong nhiều năm.
Thành quả làm việc và sự can đảm của bà là một nguồn cảm hứng cho tất cả các nhà xuất bản quốc tế và cộng đồng các nhà xuất bản thế giới ủng hộ bà trong cuộc đấu tranh cho tự do xuất bản tại Việt Nam. Bất chấp hàng loạt khó khăn do sự đàn áp của chính quyền Cộng sản Việt Nam, thì nhà xuất bản tự do vẫn xuất bản và phổ biến được hàng trăm đầu sách ở Việt Nam. Rất nhiều nhà hoạt động đã bị an ninh khủng bố vì hỗ trợ phổ biến sách đến tay người đọc. Chủ tịch IPA Hugo Chester đã nói, Phạm Đoan Trang chủ ý chấp nhận nghi cơ để bảo vệ quyền tự do biểu đạt. Tôi xin ngả mũ thán phục trước sự can trường và sức mạnh của niềm tin của bà. Lúc nhận giải Voltaire, Phạm Đoan Trang đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng kể từ khi nhà xuất bản tự do được thành lập vào năm 2019 cho đến nay, các nhân viên không bao giờ được hưởng một giây phút bình yên vì liên tục bị công an sách nhiễu. Phản ứng trước tin bà bị bắt, Phó Giám đốc Đông Nam Á của Tổ chức Ân xá Quốc tế Minh Yu Halt đã nói, bắt giữ bà Phạm Đoan Trang là hành động sai trái. Bà là nhân vật đi tiên phong trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Bà là nguồn cảm hứng của vô số các nhà đấu tranh trẻ tuổi đã đứng lên để tranh đấu cho một nước Việt Nam công bình hơn, bao gồm mọi thành phần và tự do hơn. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF cũng yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Phạm Đoan Trang. Tổ chức ESF đã trao tặng bà giải thưởng tự do báo chí vào năm 2019 cho hoạt động báo chí đặc biệt hiệu quả. Vụ bắt giữ Phạm Đoan Trang là ví dụ mới nhất về việc đàn áp tiếng nói chỉ trích ở Việt Nam. Ông Christian Meier, giám đốc điều hành ESF tại Đức đã nói, tội bị cáo buộc của bà thật ra chỉ là phổ biến những thông tin độc lập và tạo điều kiện cho đồng bào của bà thực hiện các quyền của người dân được đảm bảo bởi hiến pháp. Bà Trang không thể bị tù, bà ấy phải được thả ngay lập tức. Cùng với Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Syria, Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới mà có nhiều người nhất đã bị ngồi tù vì công việc làm truyền thông của họ. Hiện nay, có ít nhất 23 người bị ngồi tù ở Việt Nam vì lý do này. Hầu hết họ là các blogger và các nhà báo công dân, thường là những nguồn thông tin được điều tra độc lập duy nhất, vì các phương tiện truyền thông chính thống của Việt Nam phải tuân theo chỉ thị của Đảng Cộng sản. Trong danh sách tự do báo chí, Việt Nam đứng thứ 175 trong số 180 nước. Đây là hình ảnh Việt Nam đứng thứ 175 trên 180 nước trong bảng xếp hạng tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Từ Tổ chức Ân xá Quốc tế cùng ngày, trong một tuyên bố có tựa đề Việt Nam, nhà vô địch nhân quyền bị bắt, có nguy cơ bị tra tấn nghiêm trọng. Phó Giám đốc khu vực của tổ chức này Minh Yu Ha gọi đây là hành động đáng chê trách của chính quyền và kêu gọi thả tự do vô điều kiện cho nhà báo, nhà hoạt động. Việc Phạm Đoan Trang bị bắt là một hành động đáng chê trách. Bà là một nhân vật hàng đầu trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam. Bà đã truyền cảm hứng cho vô số nhà hoạt động trẻ lên tiếng vì một Việt Nam công bằng, hòa nhập và tự do hơn. Phạm Đoan Trang phải đối mặt với nguy cơ sắp bị tra tấn và đối xử tệ bạc dưới bàn tay của chính quyền Việt Nam. Bà phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Phạm Đoan Trang đã phải đối mặt với sự ngược đãi do công việc của bà là một nhà bảo vệ nhân quyền cho phụ nữ kể từ khi bà trở về Việt Nam vào năm 2015. Trước đó, bà đã phải nhập viện sau khi bị tra tấn vào năm 2018. Ngày 7 tháng 10, Reuters đưa tin về việc một bản tin cho hay Việt Nam bắt giữ một nhà hoạt động vài giờ sau cuộc họp nhân quyền với Mỹ. Bản tin chi tiết như sau. Các nguồn tin và các nhóm nhân quyền quốc tế cho biết Việt Nam đã bắt giữ một blogger và một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng vì các hoạt động chống nhà nước vài giờ sau khi chính phủ nước này tổ chức các cuộc đàm phán thường niên về nhân quyền với Hoa Kỳ. Mặc dù cải cách kinh tế sâu rộng và ngày càng mở rộng hơn với thay đổi xã hội, Đảng Cộng sản đang cầm quyền của Việt Nam rất ít dung thứ cho sự chỉ trích và đã tăng cường đàn áp các nhà hoạt động trước thềm đại hội quan trọng vào tháng 1 năm sau. Đây là hình ảnh, bên trái là bà Phạm Đoan Trang mới đây công bố bản báo cáo đồng tâm. Hình bên phải là bà Trang phải đi nạng sau khi bị an ninh Cộng sản chặn đánh, gãy chân, đứt dây chằng và phải phẫu thuật vào năm 2016. Đến giờ, vết thương vẫn chưa lành. Từ Hà Nội, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga, nguyên viện trưởng Viện Phản biện Chính sách IDS đã nói với đài BBC như sau. Tôi cho rằng đây là một vụ đàn áp trắng trợn, chống lại những tiếng nói khác với ý kiến của Đảng Cộng sản Việt Nam, chống lại những quyền tự do báo chí, xuất bản và biểu đạt đã được Việt Nam cam kết tôn trọng trong luật quốc tế, mà Việt Nam từ những năm 1980 cũng được ghi trong hiến pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và như thế, chính quyền Việt Nam phải có nghĩa vụ phải tôn trọng các quyền đó của công dân. Đáng tiếc, nhằm để hợp pháp hóa những hành vi vi phạm như vậy,
Bộ luật hình sự đã đưa vào những quy định mơ hồ như tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 88 Bộ luật hình sự năm 1999, và tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói tiếp, theo tôi, xét về mặt nguyên tắc, chẳng ai có thể chống lại một nhà nước cả, vì nó gồm cả lãnh thổ, dân cư, bộ máy nhà nước và các dự án nhà nước. Nhưng ai cũng có quyền chống một chính quyền, tức là những con người cụ thể, làm các chức năng cụ thể trong các bộ máy nhà nước khi chính quyền ấy làm bậy. Bản thân chính ông Hồ Chí Minh đã từng kêu gọi người dân đuổi chính phủ nếu chính phủ làm không tốt việc phục vụ nhân dân. Đáng tiếc là Đảng Cộng sản Việt Nam đánh đồng chính quyền với nhà nước và tạo ra các điều luật hay các tội danh mù mờ để họ có thể diễn giải việc bắt bất cứ ai, và cần phải đấu tranh để đòi Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện đúng luật quốc tế, đúng hiến pháp mà chúng tạo ra. Tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A đã nêu quan điểm như thế. Và chúng ta rất khó biết là chính quyền muốn điều gì trong bối cảnh Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 sắp tới chỉ còn vài tháng nữa thôi. Hội nghị 13 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra, và ở quốc tế thì cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2020 cũng sắp diễn ra vào đầu tháng tới. Bối cảnh theo tôi là rất phức tạp với quá nhiều yếu tố đang xảy ra. Ông Trịnh Hữu Long cũng bình luận như vậy. Tôi thì nghĩ rằng việc bắt giữ Phạm Đoan Trang nằm đâu đó trong một cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ của Đảng cầm quyền, và trong nội bộ này đang có những người muốn lập một chiến công lớn để được ghi nhận, để được đề bạt vào những chức vụ cao hơn trong ban lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản thời gian tới. Đây là hình ảnh Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel diện kiến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Phạm Đoan Trang là một nhà hoạt động dân chủ thuộc hàng nổi tiếng nhất, hiệu quả nhất ở Việt Nam, và việc bắt giữ Phạm Đoan Trang theo tôi phải đến từ các cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng và chính quyền, chứ không thể nào đến từ các cấp lãnh đạo như Ủy viên Trung ương Đảng hay cấp Thứ trưởng được. Ông Trịnh Hữu Long đã nêu ra quan điểm như vậy. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Vinh đã nói như sau, tôi thấy rằng ngoài những hoạt động của bà Phạm Đoan Trang trong nhiều năm nay làm chính quyền khó chịu, thì tài liệu báo cáo Đồng Tâm mới đây có lẽ đã làm họ khó chịu hơn nữa, dẫn đến quyết định bắt giữ. Tuy nhiên, việc bắt giữ bà Đoan Trang ngay sau khi bà gặp đại diện tòa lãnh sự Mỹ và đúng lúc cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ đang diễn ra là một hiện tượng quá lạ. Về mặt ngoại giao, nó như một kiểu vỗ mặt với phía Mỹ trong lúc quan hệ hai nước đang tốt đẹp chưa từng thấy và rất cần nhau quanh việc đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông. Không lẽ lại có chuyện chống đánh xuôi kèn thổi ngược, hay thậm chí là những khúc mắc nội bộ khó thấy hết bên trong? Còn từ Paris, nước Pháp, bà Tường An đã nói như sau, như tôi đã bày tỏ rằng khá bất ngờ khi nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam bắt nhà báo Phạm Đoan Trang vào lúc mà giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vừa có cuộc đối thoại về nhân quyền. Với lực lượng công an hùng hậu, nếu muốn, họ có thể bắt cô ấy bất cứ lúc nào. Nhưng có một số câu hỏi mà tôi thấy được đặt ra qua đây rằng, tại sao họ lại chọn thời điểm này? Hay có lẽ hồ sơ Đồng Tâm mà cô Phạm Đoan Trang vừa hoàn thành cùng với Vi Nguyễn là giọt nước làm tràn ly, và họ sợ rằng ngoài 64 dân biểu châu Âu gửi kiến nghị vừa qua, sẽ có thêm những dân biểu khác ở châu Âu và trên thế giới lên tiếng nữa. Và sau khi đã đạt được các hiệp định thương mại EVFTA hoặc CPTPP, họ muốn cho thế giới tự biết rằng họ bất chấp áp lực từ hai hiệp thương này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ 6 ngày 9 tháng 10 năm 2020 với bản tin Bắt Phạm Đoan Trang, bão tố nổi lên giữa Ba Đình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de